rất nhiều ca khúc hit của anh cũng sáng tác từ vợ của mình á. Anh nghĩ là chính nhờ giọng hát này mình mới có tình yêu, còn như ai đó mà không có giọng hát á. Ép hoài. Em biết anh nói ai rồi đó. Anh em cái gì? Thì hãy ráng trau dồi giọng hát của mình đi. Anh sai lầm rồi. Hồi xưa thôi. Ô em ngày xưa khác rồi. Khác chứ anh. Bây giờ em đã thay đổi rất nhiều rồi. Là báo sao? Cho anh biết là em đang học hát và em vừa mới ra một MV có tên là Một Đêm Say. Mọi người có thể search YouTube và xem thử giọng hát của Lê Lợi như thế nào. Anh đặt ra một thử thách cho em, nếu làm được em muốn cái gì anh chịu cái đó. Ok. Hát bolero được không? Trời ơi, anh biết mẹ em là bolero mà. Quên mất. Hát thử một đoạn nha. Ghê thiệt chứ. Liều ha. Chuẩn bị cười nha mọi người. Chuẩn bị cười nha. Chuẩn bị cười nha. Hey, bớt giỡn đếm đi nha. Rồi đếm vô nhịp đàng hoàng. Đếm vô nhịp nè. 3, 2, 1, xin mời. Vẫn là con gái chưa một lần yêu ai. Nhìn về tương lai mà thấy như sông rộng đường dài. Trời ơi, bất ngờ. Bất ngờ chưa? Đáng tiếc. Trời ơi, đâu phải chuyện dễ đâu anh. Trời ơi, sao giọng nói giọng hát vậy? Yêu lần nào biết ra làm sao, biết trong tình yêu như thế nào. Xuất sắc em ơi, em học chỗ nào vậy? Chỉ anh coi. Rồi em học một người thầy lớn nổi tiếng đàng hoàng nha anh. Ôi người ta đi. Ê. Theo họ. Cái này cứng cứng rồi đó. Ngưng đi. Ngưng đi, dễ rồi, cứng đi. Nè cứng rồi đó. Thấy cứng cứng rồi cái âm thanh với hình ảnh nó không được trung thực và sống động lắm đâu. Thì đó em cũng thấy cứng mà. Chị đó chị kỳ lắm. Chị hát chị đeo một hai ba cho ta nhép vô đàng hoàng. Hóa ra là cô này sử dụng nghi vấn hát não anh em mình.